Right now in New York, everyone is quarantined. I'm a very social, outgoing person, but I can't go out. So Saturday was the day I met Harry. Đây là Jeremy Cohen, anh thanh niên sống tại Mỹ và đang nghiêm túc ở nhà trong thời gian giãn cách xã hội. My name is Jeremy Cohen and I'm 28 years old. I'm a freelance photographer based here in Brooklyn, New York. Căn hộ anh đang sống có ban công và hàng ngày anh đều ra đó ngồi ngắm mây trời với chiếc máy ảnh của mình. Vào một buổi chiều đẹp trời, Jeremy bắt gặp một cô gái đang nhảy múa trên nóc tòa nhà đối diện. Anh chàng ngay lập tức bị thu hút. Đánh liều một phen, Jeremy đã dùng chiếc máy bay điều khiển từ xa của mình để gửi số điện thoại sang cho cô gái, xin được làm quen. Và câu chuyện tình yêu trên trời rơi xuống này bắt đầu diễn ra. Sau một ngày làm quen và chuyện trò, họ đã thầm thể hiện tình cảm cho đối phương biết. Đến buổi trưa hôm sau, Jeremy muốn có một buổi hẹn hò thực sự. I asked her out to dinner, but she said how. I had to do some thinking. Với tinh thần trách nhiệm, cả hai cùng thống nhất sẽ ăn uống với nhau qua FaceTime. Nhưng Tori, cô gái sân thượng bên đó, không ngờ Jeremy bên này đã lên kế hoạch bất ngờ cho buổi hẹn hò. Anh chàng bằng cách nào đó đã nhờ cô bạn cùng nhà Tori chuẩn bị bàn tiệc giúp mình. Và buổi hẹn hò diễn ra thật tuyệt vời, mặc dù cả hai ngồi cách nhau 200m. You look beautiful! You look beautiful! Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu. Và hãy xem, anh thanh niên này đã làm điều điên rồ gì. Muốn gặp người yêu mà đang thực hiện giãn cách xã hội thì phải làm thế nào? Anh chàng đã tự chui vào một quả bóng, trên tay cầm bó hoa và bước sang nhà bạn gái. Cảnh sát xuất hiện, nhưng thật bất ngờ khi họ đồng ý với cách hẹn hò thời cách ly này của cặp đôi. Dường như sở thích của Jeremy là tạo bất ngờ cho người mình yêu. Anh chàng tự làm khẩu trang khi không thể mua được cái mới, sang nhà bạn gái chúc mừng và còn dành riêng cho cô một món quà đặc biệt. Đó là lời chúc từ một nghệ sĩ mà Tori rất hâm mộ. What's up, Tori? Happy birthday! I hope your quarantine birthday is dope. Do that. I think she liked it. Giữa thời điểm khó khăn như thế này, tình yêu mà họ có được thật ngọt ngào làm sao? Đây có thể là chút gia vị vui vẻ khiến chúng ta thêm hy vọng và lạc quan hơn trong cuộc sống. Hãy chia sẻ với chúng tôi câu chuyện thú vị của bạn trong những ngày giãn cách xã hội bằng cách đăng ảnh hoặc quay video. Đừng quên gắn thông điệp "Con sẽ ở nhà" để chung tay ủng hộ cho quỹ phòng dịch Covid-19 các bạn nha.